Ui dồi. Trên bàn cho mẹ đấy. Ăn đi. Ăn một cái là cái nữa là no no đấy. Mà tí mẹ ra mẹ thả cho con với.
Ê. Chữ thật là con. Vâng. Thằng nào lấy cho con ít. Và mình uống không?
Vâng, em mẹ chuyển đằng đầu kia cho con. Đối với mẹ làm chơi đi vào nghỉ đi để con khác làm được mà. Mẹ lấy cho con cái ô doan nước bé bé đây mẹ. Để con tưới đầy tí cho nó ướt. Mẹ giải giải cho con. Mẹ bỏ ra hàng đầu người kia cho con. Nắng quá con ạ. Làm đồ cái mũ này vào cho nó đỡ nắng này. Vâng vâng. À nhưng hôm nọ vợ con đi nhìn thuốc hay cho bà này đâu? Nhà con để sau cái tủ kìa. Cái tủ đấy. Và bà đóng gói à? Ờ, bà đóng gói cho khách. Vâng ạ. Tìm mãi là khách. Đây đấy. Vâng vâng. Nhưng mà thiếu mất ít chai ở góc kia mẹ. Ồ nè. Chắc mai đi xin nốt ít về xong làm sau thôi. Một cái nữa để mà. Vâng. Cứ vữa này con vỗ vào đây cho nó. Mới san ra con là nắng quá rồi. Vâng. Vâng. Dọn hộ cho nó. Vâng. Mẹ bỏ chứ. Cái bàn này nào cũng đổ nước đi đâu hết. Vâng. Nó ngấm xuống dưới đấy mẹ. Qua cũng đổ. Thank you.
cơm này nóng lắm rồi. Ờ, cho đó. Thì tí con đẹp cho, con cắm cơm ấy. Mày cắm cơm chưa? Ờ, tốt lắm. Mày cắm cơm rồi. Giờ thì làm cái rau. Mấy đi rửa đi. Rồi. Nhặt hết đẹp tối.